Ok các bạn, để mình làm cái video này nói tiếp theo về vấn đề là cái xe mình thôn nha. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc mình tại sao là chiếc xe mình nó bị hư, tại sao mình không có chịu làm cái này, tại sao không chịu làm cái kia. Thì nói cho cả nhà biết nha, mình nếu mà cả nhà coi video mấy những cái video lần trước của mình, mấy cái video là kỳ trước thì cả nhà sẽ hiểu tại sao mình làm những chuyện như vậy. Và bây giờ nó đến cái mức độ như vậy rồi thì mình phải làm như thế nào. Mình phải coi như là bây giờ nó cũng như là sắt vụn, nó như là rác rồi, thì mình coi nó như là đồ bỏ rồi, thì mình sẽ không luyến tiếc nữa. Ok, là mình sẽ bắt đầu lấy hết đồ ra, xong rồi kêu chú mình đến để mà cầu nó thôi. Đó là chấm dứt cái chiếc xe này vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mình không muốn nói thêm bớt, là muốn giảng thêm cái đề tài này nữa, tại vì có rất là nhiều lý do tại sao mình muốn nó đi, và rất là nhiều lý do tại sao nó trở thành như vậy. Ok, thì có nhiều người nói là có nhiều người hỏi mình sao không kêu ông chú mình coi như là bán giùm mình, để nhà để cái do ông chú mình bán giùm mình. Nó cũng không phải là một chuyện dễ để mà nói với ông chú mình như vậy, phải không? Thứ nhất á, là mình đã coi như là mình giống như là mình cho người ta rồi, thì mình không có muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa, thấy chưa? Ví dụ như lúc đó chú có thể cho mình 200-300 hoặc là 100-200 về cái tiền mà sắt dụng á, thì tốt, còn không thì thôi. Tại vì dẫu sao đi nữa mình cũng đã lấy đồ nhiều ra, cũng đã lấy lại đồ rất là nhiều rồi, mình không còn chữa gì khác ngoại chừng các cái bình thường thôi à. Ở trong cũng không còn gì đâu, cái ghế cũng còn con cái à. Đó, thì mình làm như vậy á, mình coi như mình cho chú mình là như là một cái quà đi, giống như mình cho chú một cái quà đi mà không biết người ta không chừng ở trong bụng tầng chê nữa kìa. Nói thiệt á. Đây thì nói chung lại là coi như cho làm việc thiện đi, phải không? Thì mình có cho cái này thì có thể sau này cái việc gì nó tốt đến với mình rồi làm sao, chẳng hạn có thể là mình sửa cái chiếc mua trần đó sớm hơn, hoặc là có ai sửa được cho mình, hoặc là mình có ai mua của mình luôn, phải không? Mình bán nó dễ dễ dàng nữa. Đó là cái coi như là nói chung lại là mình lúc trước mình làm việc tốt đó, thì sau này việc tốt nó sẽ đến mình thôi, cho nên mình cho đi là cũng là một việc tốt thôi. Thì coi như là cho đi, có nói thiệt á, nói thiệt á, mình cho đi cái máy á, thì thiệt là tiếc, tại vì cái máy á, chú để chừng vài tháng có người tới vớt mấy cái máy này nọ, mua mấy cái nhị cũng lên tới 1-2 ngàn chứ giỡn sao. Đó là mình chưa có nói tới body nha, body thì mấy trăm nữa thì chú cũng kiếm được mấy, thì cũng như là gần 2 ngàn hay gì rồi, đúng không? Còn mình á, mình cho mình không được cái gì, mặc dù mình có thể là được những cái nhỏ 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 nhặt thôi, mình bán lại chắc cũng được vài trăm hay gì thôi, nhưng mà không biết có bán được hay không nữa kìa, đúng không? Cái đó phải điều quan trọng. Quan trọng ở đây là mình cho đi, là sau này á, có thể á, là mình nhờ chú mình cái gì á, là chú mình giúp mình, hoặc là mình muốn làm ăn chung với chú mình, không muốn làm cái chỗ của chú mình làm về xe đó thì cũng được, chú cũng dễ dàng, lúc đó chú biết mình rồi, đúng không? Thì coi như là mình lấy tình cảm như người ta thôi, chứ coi như mình cho đi mà thật sự á, mình cũng không có khe nữa, cái tiền bạc với lại cái này là cái bề ngoài, đúng không? Bề ngoài thì mình cũng không có khe lắm nữa, thì mình sau này mình cũng được chiếc này, nếu mình muốn mình sẽ mua cái chiếc này trở lại thôi, hoặc là mình chơi những chiếc xe nào đó, đúng không? Mà nói thiệt á, mình muốn chơi chiếc xe này lại, mình cũng không có chơi cái chiếc bình thường GS gì, mình sẽ chơi GST có turbo hoặc là GSX có turbo đó, y chang model này nhưng mà nó có turbo, máy nó tốt hơn, máy nó mạnh hơn nếu mà mình còn chơi cái xe này nữa. Ok, ồ ở đây cho cái nhà xe xem thấy luôn, đây là xe của em của mình nè, mua luôn rồi. Đó, sau khi có việc làm 2-3 tháng là mua luôn, nó vớt luôn chiếc mới này luôn. Đó, cái chiếc tôi là 86 này mới ra nè, 2016 nè. Thì mình nói thiệt á, mình có thể đi làm rồi đi làm thiệt nhiều xong rồi mua chiếc xe cũng được thôi nếu mình muốn. Mà thật sự ở đó giờ mình chưa có nghĩ định tới đến là mua chiếc xe mới. Ok, mình ok. Mình sao cũng được đó, mình chạy xe cũ đi làm cũng được, miễn cái chiếc xe có đi, chiếc xe để mà đi làm đi tới đi lui đi học, đi này đi nọ là được rồi. Thấy không? Xe cũ chút không sao. Thì bởi vì đó giờ mình mới làm xe cũ mà, cho nên mình không có khe về xe mới, thấy không? Mà điều quan trọng của chiếc xe là cái máy, cho nên mình lúc nào mình cũng chú trọng, mình quan tâm tới cái máy nhiều nhất thôi, cái máy tốt là chạy đâu cũng được đó. Ok, còn cái xe bề ngoài nó nhìn như thế nào là mình không khe. À, mình mua chiếc xe nhiều người nói xe anh phân này nọ ghê gớm lắm mà anh không khe bề ngoài sao được, nhưng mà nói thiệt cái xe này mình mua lúc mình mua cũ nó không chạy, nó đã nhìn như vậy rồi, mình chỉ về mình gắn thêm cái đuôi nó thôi, nhìn nó ngầu hơn chút xíu, nhìn nó hấp dẫn chút xíu thôi, thật sự nó cũng cần cái nước sơn mới chứ bộ, đúng không? Mình cũng đâu có sơn nước sơn mới đâu, mình cũng đâu có khe về bề ngoài của nó lắm, đúng không? Mình gắn thêm vài cái rim đua một chút nhìn nó
Ok thôi chứ mình cũng chưa có hoàn thành nữa, mình chưa có sơn lại hết, cho nên nhiều người cứ tưởng đâu là hả, mình có xe phân, xe này ngầu, xe độ rồi anh cũng thích bề ngoài dễ đẹp đó. Thật sự xe này đẹp mà, thật sự nói thiệt là cái chiếc xe này, cái đời này, cái kiểu này là rất là nhiều người thích. Cái model này, cái năm đó là nhiều người thích tại vì nó đẹp, ok, đồng ý là nó đẹp, nó nhìn nó tròn tròn ngầu ngầu vậy đó, nó đẹp. Nhưng mà cái đó không phải là quan trọng đối với mình mua chiếc này về để mình review của máy, mình làm, mình có thêm kiến thức, phải không? Lúc đó là mình đang học, mình học về máy nữa, cho nên mình cần kiến thức, mình mua về để mình làm nó, mình dọc nó, chứ không phải là mình mua về để mình chưng nó, ok? Mình để ở đây mình chưng nó cũng mấy tháng, nó nằm đường nó hư, mình để ở đây mình chưng cũng mấy tháng mình cũng thấy hơi kỳ rồi, cho nên phải, đã đến lúc phải cho nó đi thôi. Thì mình sau khi vài bữa này thì mình sẽ bắt đầu lấy hết ra rồi, thì kêu chú mình kéo thôi. Thì giờ mình đã lấy hết các cái rồi như mình nói vậy đó, thì bây giờ chỉ còn cái tiếp là chỉ lấy cái đuôi, xong lấy cái ghế ra, mình đã lấy đồ trong xe ra hết, gần hết rồi. Bây giờ chỉ lấy đuôi ra kế tiếp rồi lấy, chắc không hút bụi rồi, chỉ lấy một cái ghế ra, phải không, để trong phòng mình để ngồi chơi game này nọ, rồi xong rồi dùng mấy cái đồ nghề này nè, thì mình sẽ cho cái nhà thấy mình dùng đồ nghề để tháo cái đuôi. Lấy cái ghế ra xong rồi bắt đầu kế tiếp là sẽ lấy nguyên cái body kit luôn, đằng trước đằng sau này nè, nhưng mà mình sẽ đợi vài bữa nữa. Đồng thời đại khái là kế tiếp là mình sẽ lấy những cái gì trong cái máy này, ở trong cái máy này mình sẽ lấy vài đồ chút chút trong cái máy này, hiểu không? Kế tiếp sau khi lấy cái đuôi với cái ghế á, bắt đầu phải lấy cái gì trong đây rồi, chắc chắn bắt buộc là phải lấy một 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 vài cái gì trong đây rồi, nhất là cái computer nè đó. Ok, còn bao nhiêu đó thì trừ lại cho chú thì quá trời rồi. Bóng đèn rồi đuôi rồi xanh rút tùm lum á, cũng bộn cũng nhiều lắm chứ bộ, chú cũng bán được nhiều tiền lắm chứ bộ. Nguyên cái vàng suspension gì, nguyên vàng thắng rồi gì cũng bán, chú cũng bán được hết luôn chứ mình đâu có lấy mấy cái đó. Thì body kit mà đằng trước này rồi á, thì mình sẽ lấy sau, mình bây giờ lấy cái body kit ngay chính giữa trước nè. Cái sau thì chắc cũng hơi khó lấy, không biết mình có lấy hay không thôi, nhưng mà cái phần đuôi á, còn cái phần trước á, cái body kit đằng trước này nè, thì có thể là mình sẽ đợi cho ngày chót mình lấy, tại mình không muốn người ta ra vô người ta nhìn cho thấy nó không, nó rác rưởi, nó sắc dụng không à, cho nên mình sẽ để chót mình mới lấy vậy thôi. Rồi lúc đó thì chú mình sẽ đến kéo, đơn giản như vậy đó. Thì trong vòng 2 3 bữa nữa thôi là tuần tới rồi, 2 3 bữa nữa là bắt đầu là mình phải làm cho xong, mình phải lấy ra hết. Rồi kêu chú mình đến đến kéo thôi, cái sự quyết định của mình là như vậy đó. Ok, mình sẽ coi như cho đi, phải không? Mình á, có thể là như vậy nè, mình có thể là gọi du mình có thể là mướn du hâu, mà mướn du hâu để kéo nó rồi mình đi bán sát dụng luôn, tự mình làm hết luôn cũng được nữa. Nếu mà ông chú mình không có làm cho mình, không có kéo cho mình, hoặc là mình không thích á, hay sao đó, hay là mình muốn kiếm tiền á, thì mình á, nói chung á, là kiếm không được nhiều. Mình sẽ lên, mình phải vô lên du hâu, mình mướn xe chót, xong mình mướn luôn cái đồ móc kéo của nó nữa, là tổng cộng cũng 80 gần trăm luôn rồi, coi như cho 100 đi. Rồi mình phải tự mình kéo, mình phải làm sao cho mình kéo lên trên cái chỗ bán sát dụng. Thì không biết là, mà mình lúc đó mình cũng không lấy bánh lại được nữa, bởi vì mình mới nhờ chú mình kéo giùm để mình có thể lấy nhiều đồ hơn, thấy không? Rồi coi như là cho chú đi, nếu chú cho 100 200 được cũng cũng đỡ đi, thấy không? Còn nếu mà mình tự mình kéo lên cái chỗ bán sát dụng á, là bảo đảm là mình sẽ không lấy cái bánh lại được rồi, mà đồng thời có thể họ trả mình có 100 200 là cao nhất thôi. Cho nên nó coi như mình cũng đâu có kiếm được nhiều tiền, mướn du hô, mướn xe kéo này nọ cũng 100 rồi, mất hơn 100 rồi. Bây giờ lên đó bán được cao lắm được 200 thôi, là lời có 100 chứ nhiêu. Trời ơi, 100 làm chi khổ mình vậy, thôi cho chú mình cho rồi đi, thấy không? Lấy cảm tình nữa, thấy không? Lần sau mình có làm gì chú cũng giúp mình nữa, thấy không? Mình muốn làm chung chú cũng được nữa, tại chú biết là mình đã làm cái gì cho chú rồi, thấy không? À, coi như là cái quà tặng đi. Mình cho đi là mình sẽ lấy lại những gì tốt sau này thôi. Ok, nói đến đây đã đủ rồi. Quang Dương bây giờ mình nói nhiều quá mình không có làm được nhiều, phải không? Nói nhiều quá sẽ không có bắt đầu tháo đồ ra trong xe. Thì tạm biệt nha cả nhà. Sẽ gặp cả nhà cái video kế tiếp. Nhớ đón xem những cái video kế tiếp và những cái video trước đây thì các bạn nhớ vô xem coi hết nha. Nhớ like, subscribe mình nha. Nhớ nha, đặc biệt với subscribe mình nha. Subscribe mình mới theo dõi được mấy video của mình nha. Ok. Bye cả nhà. Tạm biệt. Have a good day. Take care.